Người Việt Nam ơi, khỏe không bàn, ok, hôm nay mình về quán xứ Huế. Đây đây, lương đồ là quán đăng thử bột chiên dở ngay là quán đăng nấu bột chiên vịt thô bốc kia các bạn. Đấy là từ làm bên quán. Lương đồ quán thêm các bạn. Đây, bắt đầu đây, trà ngon gì sướng bạn. Đây là người Huế, từ làm trà nè. À, đây từ làm trà, từ làm nhà heo, nào không phải. Bột mùa Huế thì quá tuyệt vời luôn các bạn. Màu quả đẹp luôn, thơm mầm ruột dây xưa lắm bạn. Đây, tô phở đặc biệt nè. Đây, 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 bên đây nè. Mì Quảng. Chưa bao giờ quán thị là ai bán mì Quảng cũng ô cha. Thành phố của quán, đây là lưng tước nè. Quả đẹp chứ bạn. Quả tuyệt vời luôn. Đây, bánh xèo nè. Or mì khỏi. Bánh khỏi. Câu bên tiếng Huế các bạn. Đây, đây bún bò Huế nè. Cái màu của bún bò Huế này là quả đẹp lắm bạn. Quả đẹp dực luôn à, thấy không? Màu quả đẹp lắm bạn à, thấy chưa? Nước leo quả đậm đà. Hấp được nước leo, ngon. Đó, vô nghe. Đây là lưng tược quán đi quán này thử. Vô nghe. Ô trời. Hôm nay mưa trên phố Huế kiếm nhang hồ trời, không bên quả ngọt đời mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài cho lòng nhớ ai. Quán thị rồi nghe cái mùi nó thấy gì nước leo đặc kiểu nó là quán biệt là chắc chắn là ngon nhất rồi bạn. Ô cha thiệt ra chắc ngon nhất luôn bạn. Thiệt rồi, chắc ngon nhất luôn. Nè, miếng bún nè, ngon, vô nè, thèm chạy miếng bạn. Ê, đây mùi Huế nè, xứ Huế, mùi Huế. Bún này quá ngon bạn. Nè, miếng này ngon, vô nha. Dinh tước rồi là quán biệt là ngon rồi nè. Chắc chắn đây là trà từ La Mã Gia nè. Ngon, vô nha, thèm dạng mấy miếng lại. Quá ngon luôn. Món thứ hai quán muốn thử á là lưng đầu á là bột chiên. Đây đây đây. Đây. Quán mẹ bên Việt Nam là đây là nội à. Or người trẻ là thích ăn. Đây, đây bột chiên bình thường này. Chiên ăn bình thường là đó, ngon, quay mình chậm sau, ngon. Đó, như vậy. Hèm chạy được miếng bạc. Quán xin lỗi nha, quay nên là hơi giỏ và hy vọng là không không ồn ào gì cả. Đó, ngon, đúng nha, hèm chạy được miếng bạc. Bột này không phải dùng bột thô bốt đi. Giờ ngay quán Lâm á, là quán Lâm bốc gì và không phải đây chậm vô mở miệng ra cảm thấy ngon đúng không, thèm chạy miếng bạc. Ngon nhất nách luôn bạn. Ngon nhất nách luôn. Người Huế ở đấy là biệt giao hết, quen giao hết. Là quán nghĩ là hơi vui. Trong nhau mình sống trong nhau là biệt giao là có giao là quả tốt. Quán thì trong Việt Nam là bột chiên không phải kiểu này. Bột chiên hơi lạc lạc xíu bên Việt Nam á.
mà bột chiên bên đây á là hơi đầm đà, bọt màu vô cùng đẹp, chiên nhon. Và chiên ra quán chưa bao giờ thử bột chiên bên mình không, và quán với con thử nhá. Mình còn 5 món đây, 2 món là quả ngon tuyệt vời rồi. Thì mình thử phở nha. Thiệt ra là quán không thích chơ phở. Chơ phở là nước càng thẳng nợ cái bánh phở đấy. Và không sao, mình thử ăn nè. Nước leo thật nghe. Đấy cũng rùi bay vô à. Không sao. À, ngon, vô nghe, thèm chảy miêu ăn. Được phở là ngọt. Ngon. Xin lỗi bạn. Còn mình xin lỗi hơn rõ nghe quán không được á. Và ăn cho dính cho không ồn ào. Phở là ngon, bình nước hơi ngọt, nó xỉ ra quang. Quang nghĩ là không bỏ bột ngọt không đấy phải không? Chắc không có bột ngọt đâu. Quang thích ăn phở là có hơi màng xỉ. Phải còn ngon mà. Đó là gió quán đó phải không? Là quán thích nước hơi màng xỉ. Thiệt ra là con đang về Đà Nẵng ấy, là con ăn mì Quảng ấy, là không biết nói ngon nói không biết nói gì cả. Hàng ngon mà con không bao giờ dùng thêm những bún vì phở ấy, hiểu không? Đây mì Quảng cảm ơn ngô ngon đó, thèm chay nữa mấy bạn. Quá ngon. Xin lời giọng nha. Quá ngon mà. Chả làm từ da là quá ngon. Đây là bánh xèo gỗ sứ Huế. Thiệt ra bên Huế là câu bánh khỏi. Khọt, nó không phải bằng khọt, bằng khỏi đó. Dọn lại. Rau răm đâu? Có rau răm. Rau răm rau thơm luôn và ngon. Rau này là bình thường là ok. Và thiệt ra là Tây, Tây không ăn đâu ạ. Tây biết ăn phở, bún thịt nướng. Vì chả giò đấy bạn. Vì gọt cuốn, đó. Xong. Đây, đây, đây. Ngon chưa? Chấm vô nước mắm nè. Cảm ơn vô. Ngon, nhớ không? Thêm chanh miếng bạc. Ngon là theo bông. Quá ngon mà. Quá ngon bởi cưng rau thế mà bạn. Cái bánh quá giòn. Quá thơm. Nước mặn quá ngon. Ba cưng rau rồi. Rau thơm rồi. Ngon nè. Hành lá nè. Rau rắm nè. Còn quả tuyệt không bà. Mà thiệt ra bánh xèo Tây không ăn nhiều. Hồi Tây không ăn nhiều là vì sao mình mua mè rau. Rồi mình mua mè rau để trong tủ lạnh nó có hàng thủi thôi mà.